Khương Tử Nha là một nhân vật có thật trong lịch sử. Khương Tử Nha không chỉ nổi tiếng trong thần thoại, tiểu thuyết mà ngay cả trong lịch sử Trung Hoa, thì cái tên Khương Tử Nha cũng tiêu tốn rất nhiều giấy mực. Ông có tên thật là Khương Thượng, tự là Tử Nha, lại có tự là Thượng Phụ, là khai quốc công thần của nhà Chu thế kỷ 12 trước công nguyên, và là người khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc ở trong lịch sử Trung Quốc. Do là vị quân chủ đầu tiên của nước Tề, nên thông thường còn được gọi là Tề Thái Công. Dân gian Trung Quốc lưu truyền câu nói rằng: Khương Thượng trước, Tôn Tẫn sau, 500 năm trước Gia Cát Lượng, 500 năm sau Lưu Bá Ôn. Cuộc đời của ông có rất nhiều thăng trầm. Theo các tài liệu cổ còn lưu truyền đến ngày nay, Khương Tử Nha hay còn gọi là Khương Thượng là người ở vùng Đông Hải. Tổ tiên của ông từng làm quan và lập được nhiều công lao to lớn. Vào thời nhà Thương, vì ông là con cháu thuộc dòng Chi Thứ nên dần dần trở thành dân thường. Trước khi phò tá Chu Văn Vương, cuộc sống của Khương Tử Nha vô cùng vất vả và gian nan. Năm 32 tuổi, do triều Thương chiến tranh không dứt nên để tránh tai họa, ông đã lựa chọn lên núi tu đạo. Trải qua tận 40 năm khổ luyện, đến năm 72 tuổi ông mới xuất sơn. 72 tuổi so với tuổi người xưa cũng đã là hiếm rồi, thậm chí là cực hiếm. Cổ nhân có câu nói thất thập cổ lai hy. Sau khi xuất sơn, do tuổi cao lại không có sở trường về bất kỳ một công việc gì, nên cuộc sống mưu sinh của ông rất là khó khăn. Ông phải làm nhiều việc, từ việc đan sọt tre, cũng từng mở quán ăn, bán trâu, bò, lợn, dê hay đi bói mệnh cho người khác, nhưng mà đều thất bại, không kéo dài được bao lâu. Do vậy ông bị vợ chê cười và châm chọc. Có thể thấy, cuộc sống của ông rất khó khăn và vất vả, nhưng ông chưa bao giờ nản chí. Ông từng đi làm quan cho vua Trụ và đảm nhận chức vị đại phu, nhưng thấy vua Trụ háo sắc, vô đạo và từng sai ông giám sát việc xây dựng lộc đài. Sau khi xem bản vẽ thi công, ông thấy lộc đài được xây cao 4 trượng 9 thước với rất nhiều đá quý, trang sức được trang hoàng. Trên nhà làm nhà lầu ngọc, điện đài mái cong, còn dùng cả mã não lát thành lan can. Thấy Trụ Vương chỉ một bực hưởng thụ, lao dịch bách tính, còn băm thịt đại thần, gây hấn với chư hầu, giết hại dân chúng. Ông biết ngày mạt vận sẽ không xa, nên đã nói với vợ cùng đi Tây Kỳ, tương lai ắt sẽ có ngày hiển vinh. Nhưng vợ của ông lại chê ông chẳng có tài cán gì, có mỗi cái chức quan nhỏ cũng không làm cho xong và không muốn đi cùng ông. Bất đắc dĩ, Khương Tử Nha phải một mình đi Tây Kỳ. Tây Kỳ sau này chính là nước Chu. Sau khi đến Tây Kỳ, ông có cuộc gặp gỡ định mệnh với Chu Văn Vương hay còn gọi là Cơ Xương. Tương truyền rằng đến năm Khương Tử Nha 72 tuổi mới gặp được Cơ Xương và ông được công nhận là người tài. Chuyện kể lại, sau khi đến Tây Kỳ, Khương Tử Nha thường xuyên đến chân núi Trung Nam ngồi câu cá trên dòng Vị Hà. Do lưỡi câu của ông thẳng nên không câu được con cá nào trong nhiều năm. Cũng có giai thoại nói rằng Khương Tử Nha ngồi câu cá chỉ là cái lý, mà thực chất là ông ngồi suy tính việc cứu dân chúng ra khỏi bàn tay tàn ác của vua Trụ. Chính vì thế mà cần câu của ông không có lưỡi câu và cũng chẳng có mồi câu. Nhưng thần kỳ ở chỗ, ông câu được một cuốn binh thư ở trong bụng cá. Đấy cũng là thời điểm mà Khương Tử Nha về phò tá cho Cơ Xương. Có rất nhiều điển tích về cuộc gặp gỡ của hai người. Thời điểm lúc bấy giờ, Cơ Xương nuôi trí lật đổ nhà Thương. Ông đi khắp nơi tìm kiếm người hiền tài. Một hôm đi săn trên núi Bản Khê, trên đường đi săn mới thấy Khương Tử Nha ngồi câu cá với một lưỡi câu thẳng. Ông thấy lạ bèn hỏi: Ông lão, ông câu cá bằng lưỡi câu thẳng thế thì câu sao được? Khương Tử Nha mới trả lời rằng: Lưỡi câu bình thường chỉ câu được cá, còn lưỡi câu này mới câu được minh chủ. Thấy thế, Cơ Xương liền đem những câu chuyện thế sự ra hỏi. Quả nhiên Khương Tử Nha trả lời thông suốt và cho thấy những kiến giải siêu phàm, nói chuyện rất hợp. Cơ Xương rất ngưỡng mộ tài năng của Khương Tử Nha. Ông nhớ lời tổ tiên căn dặn sẽ có một vị thánh nhân đến giúp nhà Chu hưng thịnh. Do vậy, Cơ Xương quả quyết rằng Khương Tử Nha chính là người mà ông đang tìm kiếm. Khương Tử Nha được đón về cung và phong làm Thái Công Vọng. Từ đó Khương Tử Nha đã theo phò tá Cơ Xương.
năm 1124 trước công nguyên. Thế chính sự nhà Thương đã rất suy đồi, Cơ Xương cùng Khương Tử Nha bàn tính việc xuất quân diệt trừ Bạo Chúa. Mặc dù trước khi ra trận có xem bói lại rút phải quẻ xấu, thế nhưng Khương Tử Nha đã nói dối và khuyên Cơ Xương rằng đó mới là quẻ lành và cứ ra quân. Khương Tử Nha cầm đầu quân đội và hội quân với các nước chư hầu ở bến Mạnh Tân, được lòng dân chúng, lại được các nước chư hầu đồng tâm hiệp lực theo nhà Chu đánh vua Trụ. Đến tháng 2 âm lịch năm 1123 trước công nguyên, quân Chu đánh bại quân Thương ở Mục Dã. Dù lực lượng quân Thương đông hơn, nhưng do vua Trụ tàn bạo nên quân lính oán ghét, ngả theo bên Chu. Khi Trụ Vương thấy toàn quân tan rã, bèn chạy đến Lộc Đài và tự thiêu mà chết. Sau này khi Cơ Xương mất, Cơ Phát lên ngôi là Chu Vũ Vương, Khương Tử Nha lại tiếp tục phò tá Cơ Phát. Vào thời điểm Cơ Phát lên ngôi, Khương Tử Nha được phong làm vua Tề ở đất Doanh Khẩu. Để làm vua nước Tề, ông cũng gặp phải khó khăn khi vua đất Lai vốn là chư hầu cũ của nhà Thương, chưa thuần phục nhà Chu nên có ý định đem quân đi đánh. Thế nhưng với tài trí thông minh của mình, Khương Tử Nha đã dùng mưu lấy được lòng dân, được người dân ủng hộ nên việc đánh bại Lai Hầu dễ dàng hơn. Sau khi đánh bại Lai Hầu, ông trở thành vua nước Tề. Và sau khi Chu Vũ Vương qua đời, Chu Thành Vương lên ngôi. Ba người em Vũ Vương mới binh biến tạo phản, lôi kéo rất nhiều người hưởng ứng. Sau 3 năm, nhà Chu dẹp được loạn. Tề Thái Công mở rộng bờ cõi và nước Tề trở thành nước được lòng người dân. Khương Tử Nha không chỉ xây dựng được thể chế chính trị cho nước Chu mà ông còn đặt nền móng cho nước Tề. Tư tưởng quân sự của ông được người đời đánh giá rất cao. Và dân gian vẫn lưu truyền những câu chuyện vô cùng huyền bí về ông. Thậm chí còn có cả một bộ tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa viết về Khương Tử Nha và cuộc chiến nhà Chu Thương. Theo sử sách ghi lại, Khương Tử Nha sống thọ tới 139 tuổi. Tại sao ông lại sống lâu như vậy? Hơn nữa lại có được trí tuệ siêu phàm. Được biết, người tu luyện khi đạt được đến cảnh giới nhất định nào đó thì có thể khai mở được trí tuệ, đồng thời cũng kéo dài được tuổi thọ. Khương Tử Nha trải qua 40 năm khổ tu, không chỉ kéo dài được tuổi thọ mà còn ngộ ra được nhiều chân lý vũ trụ mà người thường chẳng thể hiểu được. Bên cạnh đó còn phải trải qua bao nhiêu năm khổ luyện nên Khương Tử Nha đã đạt được cảnh giới cao. Chính vì thế mà người đời gọi ông là Thiên Tể Chí Tôn và theo nhiều truyền thuyết kể lại, ông đã tu luyện thành tiên. Đạo gia cũng lưu truyền rằng ông tu luyện viên mãn thành tiên rồi. Sau ông, nhiều triều đại, nhiều đời cũng xây dựng những nơi để thờ tự Khương Tử Nha. Cũng theo những câu chuyện xưa, Khương Tử Nha là một người có pháp thuật cao siêu. Mà có lẽ nhiều bạn sau khi đọc những câu chuyện về Khương Tử Nha, đọc những huyền thoại, những điển tích về Khương Tử Nha thì có lẽ sẽ hiểu hơn bao giờ hết. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.